Sergei Prokudin Pushkin là ai? Google vừa tạo một Apple để tưởng nhớ về Sergei Prokudin Pushkin. Hôm nay 30 tháng 8 năm 2018 là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 năm của ông. Một thế kỷ trước, Sergei Prokudin Pushkin là người tiên phong trong thúc đẩy nhiếp ảnh màu. Sergei Prokudin Pushkin là một nhà hóa học và nhiếp ảnh gia nổi tiếng với công trình mang tính cách mạng thúc đẩy nhiếp ảnh màu vào đầu thế kỷ 20. Ông sinh ra ở Funikova, Bora thuộc đế quốc Nga cũ vào ngày 30 tháng 8 năm 1863. Gia đình ông thuộc vào hàng quý tộc. Sau khi chuyển đến thành phố Saint Petersburg, Prokudin Pushkin đã nghiên cứu hóa học tại Viện Công nghệ bang Saint Petersburg. Ông cũng nghiên cứu hội họa và âm nhạc tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia. Ông đã sớm gia nhập Hiệp hội Kỹ thuật Hoàng gia Anh và đặc biệt quan tâm đến nhiếp ảnh. Sau đó, ông thành lập phòng thí nghiệm nhiếp ảnh và studio của riêng mình vào năm 1901 tại Saint Petersburg. Không lâu sau đó, ông nghiên cứu sự nhạy cảm của màu sắc tại Đức vào năm 1902 và bắt đầu áp dụng kiến thức hóa học vào nhiếp ảnh. Ông chính là người tiên phong trong kỹ thuật nguyên tắc ba màu để thúc đẩy quá trình chụp ảnh màu. Prokudin Pushkin nhanh chóng được biết đến với nhiếp ảnh màu, được tài trợ để ghi lại hình ảnh đất nước Nga sau khi gây ấn tượng với sao hoàng Nikolai II và gia đình vào năm 1909. Ông tích lũy một bộ sưu tập hơn 10.000 bức ảnh màu sắc về nước Nga vào đầu năm 1900, cung cấp các hồ sơ lịch sử quan trọng liên quan đến con người, kiến trúc, phong cảnh và cuộc sống hàng ngày của nước Nga khi đó. Ông qua đời tại Paris vào ngày 27 tháng 9 năm 1944 ở tuổi 81. Công trình đột phá của ông không chỉ có ý nghĩa thúc đẩy nhiếp ảnh màu mà còn đóng một vai trò quan trọng trong nghệ thuật và lịch sử.